6 loại thực phẩm có thể tăng nguy cơ mắc ung thư. Thưa quý vị, ung thư vẫn là ẩn đố với giới khoa học thời nay, có rất nhiều loại ung thư đi cùng với đó là nhiều nguyên nhân tiềm ẩn. Khi mà bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân ung thư, họ sẽ quan tâm đến yếu tố là gia đình và đặc điểm di truyền. Tuy nhiên thì các yếu tố bên ngoài cũng đóng một vai trò quan trọng. Có nghiên cứu cho thấy 80 đến 90% các khối u ác tính có liên quan đến yếu tố bên ngoài. Và một trong những yếu tố quan trọng nhất phải kể đến là chế độ ăn uống. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng một số loại thực phẩm có liên quan đến nguy cơ mắc một số loại ung thư cao hơn. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một số loại thực phẩm đồ uống như thế này quý vị nhé. Một chế phẩm sữa. Vâng, quý vị không nghe nhầm đâu ạ. Hai Âu vừa nhắc đến đồ uống rất thông dụng đó là sữa. Các chế phẩm từ sữa bao gồm sữa tươi, phô mai, sữa chua, một số bằng chứng cho thấy uống nhiều sữa có thể làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Một đánh giá vào năm 2014 công bố trên tạp chí dinh dưỡng Lâm Sàng Hoa Kỳ đã chỉ ra, uống sữa làm tăng mức độ các yếu tố tăng trưởng, insulin 1, tăng nguy cơ sản xuất tế bào ung thư tuyến tiền liệt. Các nhà nghiên cứu thuộc Mayo Clinic ở Rochester thuộc bang Minnesota ở Mỹ đã thực hiện 47 nghiên cứu với hơn 1 triệu người. Và kết quả cho thấy, những người thường xuyên sử dụng thực phẩm từ sữa như là sữa, phô mai, bơ và sữa chua có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt cao hơn 7 đến 76%. Tuy nhiên thì có nhà khoa học cũng cho rằng nghiên cứu này vẫn có một số điểm yếu và chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn. Do đó đối với những người có yếu tố nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt như trên 50 tuổi, thừa cân, trong gia đình có người mắc thì có thể cần nhắc sản phẩm từ sữa trong chế độ ăn của mình. 2. thịt chế biến sẵn. Thịt đã qua chế biến là các loại thịt được bảo quản bằng cách sông khói, ướp muối, đóng hộp, ví dụ như là xúc xích, lạp xưởng, răm bông, thịt bò khô, thịt bò muối, vân vân. Các phương pháp được sử dụng có thể tạo ra chất gây ung thư và một nghiên cứu đăng trên web Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ vào năm 2018 cũng cho thấy Xử lý thịt bằng nitrit có thể tạo thành hợp chất gây ung thư được gọi là n nitroso Các hydrocarbon thơm đa vòng có trong thịt hun khói cũng không ngoại lệ. Theo như nghiên cứu năm 2019, thì loại thịt này là yếu tố gây ung thư đại tràng và dạ dày. Trong một nghiên cứu khác, nó có liên quan đến việc tăng nguy cơ gây ung thư vú. 3. Đồ chiên rán Đây là những món ăn nhanh ưa chuộng của giới trẻ thời nay. Tuy nhiên, khi thực phẩm giàu tinh bột được nấu ở nhiệt độ cao như chiên, nướng, quay thì sẽ hình thành hợp chất acrylamid, trong đó phải kể đến khoai tây và khoai lang chiên. Trong một nghiên cứu được thực hiện trên chuột vào năm 2018 đã chỉ ra rằng, acrylamid là chất gây ung thư, nó sẽ làm hỏng ADN và gây ra quá trình chết theo chương trình hoặc chết theo tế bào. Ăn nhiều đồ chân rán cũng tăng nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường loại 2 và béo phì. Đây là những trạng thái cơ thể thúc đẩy quá trình oxy hóa và viêm nhiễm, làm tăng thêm nguy cơ ung thư. 4. Thức ăn quá chín Thực phẩm nấu quá chín, đặc biệt là thịt, có thể tạo ra chất gây ung thư. Và một nghiên cứu cũng đã cho thấy rằng thịt nấu nhiệt độ cao thì sẽ tạo ra hydrocarbon thơm đa vòng BAHS và các admin HCA gây ung thư cách chế biến với nhiệt độ quá cao như là nướng chiên. Như vậy, bạn có thể sử dụng các nấu ăn lành mạnh hơn như là nấu áp suất, chiên rán ở nhiệt độ thấp, nấu chậm trong nồi sành sứ. 5. Carbon hydrate tinh chế Có hai loại carbon hydrate tinh chế chính, đó là đường cát và ngũ cốc tinh chế. Đường carbon hydrate có vị ngọt, không cung cấp nhiều calo, không giàu dinh dưỡng, trong khi đó, thì ngũ cốc tinh chế đã được chế biến nhiều hơn và đã loại bỏ hoặc thay đổi chất sơ tự nhiên. Một số thực phẩm có carbon tinh chế như là mì ống trắng, bánh mì trắng, ngũ cốc có đường, đồ uống có đường, bánh ngọt, đường bổ sung, gián tiếp làm tăng nguy cơ ung thư. Nhiều nghiên cứu cho thấy ăn thực phẩm chứa carbon hydrate tinh chế có thể dẫn đến béo phì và đái tháo đường loại 2. Đây là hai điều kiện tốt thúc đẩy quá trình hình thành viêm và stress oxy hóa, làm tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư. Theo như phân tích năm 2019, bệnh đái tháo đường loại 2 làm tăng nguy cơ ung thư buồng trứng, ung thư vú và nội mạc tử cung. Carbon hydrate tinh chế có xu hướng gây tăng đột biến lượng đường trong máu, dễ dẫn đến ung thư đại trực tràng. Và để hạn chế ảnh hưởng của carbon tinh chế, chuyên gia khuyến nghị sử dụng bánh mì nguyên cám, gạo lứt và yến mạch thay thế. 6. Rượu Khi dựa vào cơ thể, gan sẽ phân hủy rượu thành acetaldehyde, một hợp chất gây ung thư. Và nghiên cứu năm 2017 cũng cho thấy acetaldehyde thúc đẩy tổn thương ADN và stress oxy hóa, đồng thời gây ảnh hưởng tới hệ miễn dịch, khiến cơ thể khó phát hiện ra tế bào tiền ung thư và ung thư. Ở phụ nữ, rượu làm tăng estrogen, chất này có liên quan đến ung thư vú. Một số thực phẩm có lợi giúp giảm nguy cơ mắc ung thư, ví dụ như là hoa quả và rau. Đây là những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào của bạn khỏi stress oxy hóa và tổn thương ADN. Các loại quả hạch giúp giảm viêm và nguy cơ gây ung thư. Đậu giàu chất xơ giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng. Ngũ cốc nguyên hạt, cá cung cấp chất béo lành mạnh được gọi là axit béo omega-3 làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư bằng cách giảm viêm. Vâng thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa đi nhanh qua một số loại thực phẩm làm tăng nguy cơ mắc đái tháo đường loại 2, béo phì có liên quan đến một số loại ung thư. Các loại thực phẩm khác có chứa chất gây ung thư sau khi chế biến. Tuy nhiên thì việc tiếp xúc với chất ung thư không phải lúc nào cũng gây ung thư, nó còn phụ thuộc vào di truyền, mức độ, thời gian tiếp xúc với chất đó. Do đó thì chúng ta nên hạn chế những thực phẩm gây rủi ro cho cơ thể và bổ sung các thực phẩm lành mạnh quý vị nhé video hôm nay của khỏe tự nhiên xin kết thúc tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi đồng hành còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại